Tích vô, cho bà miệng nước. Tích vô. Ngày xưa có một cậu bé tên là Tích Chu, mồ côi cha mẹ từ nhỏ. Cậu sống cùng bà của mình, nhưng cậu rất ham chơi, không hề thích làm việc hay giúp đỡ bà. Vô, mày bị rồi nha. Tức ghê, tao hết hơi rồi, không u nổi nữa. Thì mày có bao giờ đủ hơi đâu. Tết vô, cho bà biết nước. Mau rồi, Tết chu về cho bà. Thôi, chơi trò này thua mãi rồi, tụi mình kiếm giấy đá đi. Không có được đâu, tao phải về đưa cơm ra đồng cho cha tao rồi. Còn tao phải phụ mẹ nấu cơm nữa. Tao phải coi em nữa. Tụi mình chơi từ sáng tới giờ rồi. Thôi, chúng ta phải về đây. Ừ, thôi vậy, chiều lại ra chơi nha. Chán thiệt, biết làm gì bây giờ. Chắc mình cũng về thôi. Kim gì đó ăn. Con Kim này, mày muốn gì hả? Sao chứ, tao đang trên đường về nhà nè. Đau quá. Con chim này. Bà ơi, cô cháu. Bà ơi, con chim mổ cháu. Tích vô, cháu của bà. Bà ơi, bà dậy đi, con chim mổ vào đầu cháu đau quá. Tích vô, cháu tôi. Bà khát nước quá. Bà kiệt sức rồi. Bà ơi, bà nói vậy là sao? Bà ơi, bà sao vậy? Bà dậy đi bà. Bà đừng làm cháu sợ. Bà hứa sẽ chăm sóc cháu suốt đời mà. Cháu sao vậy? Bà ơi, cháu nhớ cha mẹ quá. Cha mẹ cháu sẽ không về nữa hả? Còn cha còn mẹ thì hơn. Không cha không mẹ như đờn đứt dây. Đờn đứt dây còn xoay còn nối. Con mất cha mẹ rồi, con phải mồ côi. Bà ơi, cháu xin lỗi bà. Xin bà sống lại với cháu đi mà. Cháu sẽ không ham chơi nữa, mà ở nhà chăm sóc cho bà. Bà ơi, bà từng nói có ông tiên giúp đỡ những đứa trẻ mồ côi như cháu. Giờ không còn bà, cháu biết kêu ai bây giờ? Ông tiên ơi, có thể giúp bà con sống lại không? Con hứa sẽ ngoan ngoãn, sẽ làm bất cứ điều gì miễn là bà con sống lại ạ. Có ai vừa gọi ta sao? Ông có phải là ông tiên không ạ? Ông ơi, xin hãy làm bà cháu sống lại được không ông? Thì ra là cậu bé Tích Chu. Cháu có người bà lo lắng thương yêu cháu mà không biết quý trọng, chỉ lo ham chơi, không nghe lời. Giờ bà cháu mất rồi, cháu có thể tự do đi chơi rồi đó. Không, cháu xin lỗi ông, cháu đã biết lỗi rồi. Xin ông hãy giúp bà cháu sống lại. Cháu hứa sẽ không làm bà buồn nữa. Cháu hứa sẽ làm bất cứ điều gì ạ. Có thật là cháu sẽ làm bất cứ gì giúp bà sống lại không?
Dạ, cháu hứa. Thôi được, vậy cháu hãy đến suối Tiên lấy nước về hồi sinh cho bà. Ta đây không thể làm cho người chết sống lại, nhưng nếu cháu có thể lên suối Tiên lấy nước về cho bà uống thì bà cháu sẽ hồi sinh. Cháu sẽ đến suối Tiên lấy nước hồi sinh cho bà. Nhưng ông, xin ông hãy chỉ đường cho cháu. Suối Tiên ở trên đỉnh núi kia, nhưng đường đi gian nan nguy hiểm lắm. Cháu có tự mình vượt qua được hay không? Cháu hiểu thưa ông, nhưng còn bà cháu, cháu đi xa như vậy ít nhất cũng mất mấy ngày. Ê, ta hóa phép cho bà cháu hóa thân vào con chim này. Bây giờ chú chim này và bà cháu là một, sẽ đồng hành cùng cháu trên đường đi. Nhưng cháu phải bảo vệ bà. Nếu chú chim bị ăn thịt mất thì bà cháu sẽ vĩnh viễn mất đi, không hồi sinh được nữa. Cháu có hiểu không? Dạ, cháu hiểu rồi. Tích Chù, cháu đã về rồi. Bà ơi, cháu xin lỗi bà đã về muộn. Cháu sẽ đi tìm nước ở suối Tiên để cho bà trở lại thành người. Tội nghiệp cháu tôi. Thôi, chúc cháu lên đường may mắn. Ta đi đây. Chíp chíp. Cháu sao vậy? Cháu mệt quá bà ơi. Chúng ta ngồi nghỉ một lát. Chúng ta chỉ mới đi nửa canh giờ, còn chưa qua khỏi chân núi. Đường xa như vậy, biết bao giờ mới đến nơi. Bà có mệt chưa? Cháu của ta giỏi quá, biết quan tâm đến ta rồi. Nhưng giờ ta đói quá, không bay nổi nữa. Bà, mà chim thì ăn gì? Ăn trái cây chín phải không bà? Đằng kia có màu đỏ như trái cây, cháu cố gắng đến đó được không? Dạ, bà cứ để cháu đi. Bà ở đây chờ cháu một lát nha. Ấp 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 ấp, cứu tôi với. Ấp 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 ấp, cậu bé làm ơn cứu tôi, không chú mèo đến thì tôi chết mất. Hả, cậu nói được sao? Cậu biết sao vậy? Chú mèo là ai? Mau giải thoát cho tôi trước đã. Đây nè, cậu có thấy cậu tơ trói chân tôi không? Tôi là ếch, cảm ơn cậu đã giải thoát cho tôi. Tôi là Tích Chu, sao cậu lại sợ như vậy hả? Phải sợ chứ, đây là núi Thiên, vì có suối Tiên nên những con vật hoặc là biết nói hoặc là có phép. Vậy chú mèo là con vật có phép thuật, nhưng sao nãy giờ tôi không thấy chú mèo nào hết? Vậy rất có thể là chú mèo đang bắt được con mồi khác ngon hơn. Mèo thích thịt chim hơn là thịt ếch. Quay rồi, bà tôi. Nè, Tích Châu, mai mốt cậu có việc cần thì gọi tôi, tôi sẽ giúp cậu để trả ơn. Ừ, tôi phải đi ngay để cứu bà tôi nữa. Một con chim béo tốt. Cứu tôi, có ai cứu với? Xin hãy tha cho tôi. Tôi là người quá thân, ông không thể ăn tôi được. Không, không được ăn bà tôi. Đó là bà của tôi, không phải một chú chim bình thường đâu. Xin đừng ăn bà của tôi mà. Bà ngươi, một con người lạc giữa núi hoang này. Wow, tốt lắm. Ngươi muốn thay con chim này làm bữa tối cho ta. Tôi là cậu bé Tích Chu, biết ngài là chú mèo vĩ đại, khỏe mạnh và giỏi giang. Trong khu rừng này có hàng ngàn con vật có thể làm bữa tối cho ngài. Xin ngài đừng ăn bà của tôi. Ngươi đúng là một cậu bé nhanh nhạo. Nhưng sao ngươi lại tới đây? Chúng tôi đang trên đường đến suối Tiên để bà uống nước suối và có thể biến lại thành người như lời của ông Tiên nói. Nên xin ngài thay cho chúng tôi đi.
ngươi lo cho bạn ngươi quá ha. Vậy mà ngươi để bạn ngươi bay một mình và rơi vào tay ta hả? Tôi đi tìm thức ăn cho bà tôi. Tôi biết lỗi rồi. Từ nay tôi sẽ ở cạnh bà tôi như hình với bóng. Xin ngài hãy tha cho chúng tôi một lần. Tôi hứa sẽ làm bất cứ gì ngài muốn. Bất cứ gì ta muốn à? Thật không? Vậy được, ta sẽ tha cho bà cháu ngươi với một điều kiện. Dạ, thưa ngài. Ngươi phải đền cho ta một bữa ăn ngon khác. Bắt cá ở suối Tiên làm thành món ăn cho ta. Khi xong, ngươi sẽ gọi chúa mèo để ta đến kiểm tra. Nhưng nếu ngươi dám tìm cách chuồn đi thì ta dám đảm bảo bà cháu ngươi sẽ không sống sót rời khỏi núi này đâu. Dạ, tôi hứa. Từ giờ cháu sẽ nghe lời ông tiên. Bà cháu ta sẽ không được rời nhau nửa bước. Được rồi, cảm ơn cháu. May mà cháu đến kịp á. Con mèo làm bà sợ quá à. Nhưng mà cháu định làm sao bắt cá ở suối Tiên? Cháu cũng chưa biết, nhưng chúng ta cần phải sống nên cháu mới hứa với chú mèo như vậy. Thôi, đợi đến lúc chúng ta đến được suối Tiên, bà uống được nước suối trở lại thành người thì chúng ta sẽ nghĩ cách. Ô kìa, cậu bé kia, sao lại lang thang trong rừng thế này? Cậu lang thang ở đây, chúa mèo nhìn thấy sẽ ăn thịt cậu đó. Không đâu, chúng tôi vừa mới gặp chúa mèo xong. Thật sao? Chúa mèo tha cho cậu đi sao? Cũng không hẳn. Chúa mèo bắt chúng tôi phải bắt cá ở suối Tiên làm bữa tối cho hắn thì mới được tha về. Suối Tiên à? Thì ra cậu đi tìm suối Tiên à? Cáo có biết suối Tiên ở đâu không? Đương nhiên là biết chứ. Mà tôi còn biết cả con đường tắt đến suối Tiên nữa. Đi đường tắt vừa nhanh vừa an toàn. Thật sao? Đương nhiên rồi. Có thể chỉ cho tôi được không? Nào nào Tích Chu, chúng ta mau đi thôi. Không nên làm phiền bản cáo đây. Khoan đã, cậu đi đường này á thì mất 3 tháng mới đến suối Tiên. Nếu cậu theo tôi đi đường tắt thì chỉ sáng mai thôi là đến. Cậu là người duy nhất gặp chúa mèo mà còn sống sót. Tôi thật là khâm phục cậu. Cậu tìm suối Tiên để cứu người đúng không? Tôi là cáo tốt bụng, tôi sẽ giúp cậu. Vậy cậu dẫn đường cho tôi đi. Tích Chu, cháu phải cẩn thận, đừng nghe lời kẻ lạ. Cảm ơn cáo nha, cậu mau dẫn đường đi. Đường này, cậu mau đi theo tôi. Tích Chu này, cậu có thấy đằng kia có ánh sáng xanh hắt lên không? Đó là ánh sáng từ suối Tiên sao? Đúng vậy, còn không xa nữa, đúng không? Nè Tích Chu, chúng ta chạy thi không? Đến đó sẽ nhanh hơn. Chạy hả? Tôi đói rồi. Sáng giờ đi bộ mệt quá, làm sao mà chạy nổi? Chẳng phải ở suối Tiên có cá sao? Nếu cậu có thể thắng tôi sẽ bắt hết cá trong suối cho cậu, còn làm món ngon cho cậu nữa, được không? Được lắm. Vậy nếu tôi thua thì sao? Bà thấy không có nên đâu cháu à. Nếu vậy, cậu phải làm một việc nhỏ cho tôi, có được không? Là việc gì vậy? Một việc nhỏ xíu ấy mà, không cực như bắt cá đâu. Yên tâm, giờ chúng ta bắt đầu thôi. Tích Chu, cẩn thận đó. Phải thắng.
Chu, đây là đâu? Đâu có cái suối nào ở đây? Tích Chu, cậu chạy nhanh lắm, nhưng đã thua ta rồi. Ngươi là ai? Thả ta ra. Quanh nhà, ta đã làm phép hết rồi. Con mồi một khi đã lọt vào đây thì không thể nào thoát ra được. Lúc nãy ta muốn nhờ ngươi làm một việc nhỏ. Đó là làm bữa tối cho ta. Xin cáo yêu tình hãy tha cho cháu tôi. Xin hãy ăn thịt tôi và tha cho Tích Chu. Không, không, ngươi đã lừa ta. Ngươi không được ăn bà của ta. Nếu cần gì ta sẽ làm cho. Hãy thả bà ta ra đi. Ta chẳng cần gì cả. Ta chỉ cần ăn thôi. Lúc nãy ngươi nói sẽ làm bất cứ điều gì, miễn là ta tha cho bà cháu nhà ngươi, phải không nào? Khi mặt trời khuất sau núi, ta sẽ đi săn về. Lúc đó, ta muốn thấy một căn nhà sạch sẽ ngăn nắp, không vết ố bẩn, giường cũng phải nhổ sạch cỏ. Nếu ngươi chưa làm xong, thì ngươi sẽ thành bữa tối của ta. Được, được, tôi sẽ làm. Tôi sẽ dọn nhà thật sạch sẽ và ngăn nắp. Nếu ngươi cố tình chạy trốn, thì ta sẽ xuất hiện và ăn thịt ngươi ngay lập tức. Hiểu chưa? Cháu cố gắng lên, làm trong nhà trước, ngoài sân sau. Cháu nghĩ là không có gì nhiều đâu, chỉ là quét nhà và dọn cỏ thôi mà. Nhà này chắc chưa bao giờ có ai quét dọn. Châu, thử đào đất quanh rễ rồi hẳn nhổ lên. Chà rửa giặt giũ mà mệt như vậy. Cháu xin lỗi vì những ngày trước đã để bà phải dọn dẹp nhà cửa một mình. Không xong rồi, mặt trời đang lặn dần, cháu sẽ không kịp mất. Cháu bình tĩnh, chỉ còn 3 hố nữa thôi. Có vài việc dọn dẹp lặt vặt thôi mà làm cái gì mệt mỏi vậy? Được, được. Tích Chù, cháu sao vậy? Kệ, cho nó nằm nó nghỉ đi, vào ăn với ta. Xem cái bộ dạng của ngươi, chắc là từ trước tới giờ chẳng hề biết dọn dẹp gì đúng không? Vậy Tích Chu còn bé, lại vụng về, nên... Còn vụng thì phải tập cho hết vụng. Có vài việc lặt vặt trong nhà mà ngươi cũng không biết làm nữa. Cháu không ngờ chỉ là những việc vặt mà cũng mệt nhọc đến như vậy. Sau này cháu sẽ cố gắng phụ giúp việc cho bà nhiều hơn. Ta là kẻ giữ lời. Vì ngươi đã dọn dẹp rất sạch sẽ nên ta thả bà cháu nhà ngươi đi. Đây là sôi gất thần kỳ, chừng nào ngươi còn ở núi thiên này thì sẽ ăn mãi không hết. Xem như là quà ta tặng cho nhà ngươi. C-
Cảm ơn Cáo Yêu Tinh. Cáo Yêu Tinh cũng tốt với chúng ta quá là nhỉ. Có thể đó là thần núi thử thách chúng ta cháu à. Dạ. Ôi trời. Bà ơi, làm thế nào để sang bờ bên kia bây giờ? Cháu thử lấy một cành cây chống xuống nước xem đáy có sâu không. Có vẻ là hồ sâu lắm đó bà. Vậy thì cháu không nên bơi qua, chúng ta đi vòng qua. Cái hồ rộng quá, đi vòng chắc sẽ lâu lắm đó bà. Hay là... Tích Chu à, cháu cẩn thận cháu ngã xuống nước. Bà ơi, cái lá này chắc lắm, không hề rung rinh hay có chìm như lá sen thật một tí nào cả. Ừ, cháu phải đi đứng cẩn thận đó. Cháu định làm gì? Có lẽ cháu phải nhảy qua đó. Nhưng lỡ chiếc lá đó đỡ không có nổi và cháu chìm xuống nước thì sao? Bà làm sao cứu được cháu? Cháu phải thử thôi. Cháu có thể bám vào lá để bơi lên mà. Cháu làm được rồi bà ơi. Cái lá này vững lắm mà. Tốt quá. Vậy chúng ta có thể qua bờ nhanh hơn rồi. Trò này vui quá bà ơi. Những chiếc lá này như phát ra nhạc vậy đó bà. Cháu cẩn thận, coi chừng ngã đó. Sao đâu cháu, bà hiểu hết mà. Tội nghiệp cháu tôi. Mau chạy đi, mấy cái lá sẽ tiếp tục bắt con đó. Ta không đủ sức giữ hết chúng đâu. Nhanh lên Tức Chuột, ráng lên, ráng lên. Ráng lên Tích Chu, sắp đến rồi, cố lên cháu. Bay cho con là thần núi ta đi ngang đây kịp thời. Con tên gì? Sao lại đến núi này nguy hiểm trùng trùng như vậy? Con cảm ơn thần núi đã giúp con và bà. Con là Tích Chu, đang lên núi tìm suối tiên để giúp bà con hóa trở lại thành người. Đây, uống nước từ rễ cây này đi, con sẽ thấy khá hơn. Con cảm ơn ông. Ông ơi, sao những chiếc lá này lại nguy hiểm như vậy hả? Đây gọi là bẫy xếp. Để bảo vệ suối tiên, những hồ này trải rác khắp quanh đây. Tất cả những chiếc lá lớn trên hồ đều có chung một bộ rễ ở dưới đáy sâu. Chúng tạo ra âm thanh mê hoặc con mồi đi trên lá, để bất thình lình sẽ tấn công nạn nhân. Con hiểu rồi. Vậy là suối tiên ở gần đây đúng không ông? Không không, suối tiên thì còn ở rất xa.
nhưng mà ta có thể giúp con đến suối tiên nhanh hơn. Có thật là ông muốn giúp con không? Ta hiểu là con sợ bị lừa đúng không? Đương nhiên ta cần con giúp một việc. Ít nhất ta đã cứu con thì con cũng nên giúp ta một việc đi chứ. Nhưng xin ông đừng ăn thịt con và bà ạ. Ta hứa sẽ không bắt hai bà cháu ăn thịt đâu. Đi theo ta. Nếu ông ấy bắt chúng ta vào chòi kia thì bà cháu mình chạy thật nhanh nha. Đây là cánh đồng của ta. Do quá bận rộn chăm lo cây cỏ ở đây, không có thời gian trồng trọt. Giờ con hãy dọn ruộng, trồng lúa, rồi thu hoạch đầy 10 bồ lúa cho ta. Làm xong con gọi ta đến, ta sẽ đưa con đến ngay suối tiên. Ông không sợ con bỏ trốn sao? Ta đâu có bắt nhốt con đâu. Con có thể bỏ đi tùy ý. Nhưng mà ta nói trước, đường từ đây đến suối tiên còn rất nhiều hiểm nguy. Không chỉ là chú mèo hay là bẫy xếp đâu. Vậy con hứa sẽ giúp ông. Chỉ xin ông giữ lời hứa là đưa con và bà đến suối tiên ạ. Ta tin là con làm được. Mọi thứ con cần đều ở trong chòi kia. Lát nữa ta sẽ cử một con trâu đến để phụ con cày bừa. Ta đi đây. Cháu đừng lo, bà sẽ chỉ cho cháu. Bà không thể làm, nhưng bà có thể hướng dẫn cháu. Bà là nông dân mà. Con trâu này chưa được thuần hóa. Nó chưa có dây buộc vào mũi để dắt đi. Nó không nghe lời cháu đâu. Thôi mà, cho sỏi dây vào mũi mày để chúng ta cùng làm nông, tạo ra lúa gạo thì mày cũng được no đủ. Đồ lý lợm. Cháu đừng có nóng vội. Hay cháu thử cắt ít cỏ cho trâu xem. Trâu thích ăn cỏ lắm. Trâu ơi, ta bảo trâu này, trâu ăn no cỏ, trâu cày với ta. Bà giỏi quá. Mau, cháu mau lại đây, xoa đầu trâu đi nào. Vậy mà mình từng để bà làm việc đó một mình. Đã vậy đi làm về còn phải nấu ăn cho mình. Thương bà quá. Trong lúc làm nông, Tích Chu hiểu bà từng vất vả như thế nào. Nhờ vậy cậu ngày càng chăm chỉ làm việc. 3 tháng trôi qua, cánh đồng lúa cũng đã đơm bông. Bà ơi, cháu đã hiểu bà từng vất vả như thế nào để cháu được ăn no đủ. Cháu của bà đã lớn hơn rồi. Cháu đã làm rất tốt. Bà tự hào về cháu. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, mười. Làm xong rồi, xong việc rồi. Cảm ơn trâu nhiều lắm. Nếu không có mày giúp, tao không thể làm xong được. Thường núi ơi, con đã xong việc rồi. Thưa ông thần núi,
con đã thu hoạch xong 10 bộ lúa như ông đã bảo. À, không, không có gì khiến ta phải phàn nàn. Lúa rất chắc và đủ, chứng tỏ là con đã rất dày công. Giờ ta có đủ thóc cho những nơi mất mùa rồi. Con cảm ơn ông. Nhờ ông mà con đã biết làm ruộng, biết cày cấy. Giờ ta sẽ giữ lời hứa, đưa con và bà con đến suối tiên. Cảm ơn thần núi. Bà ơi, đây chắc là suối tiên rồi. Cảnh vật đẹp quá cháu à. Bà mau uống nước đi bà. Phải rồi, bà phải mau trở lại thành người để còn giúp cháu chứ. Hay là bà uống thêm đi. Chuyện gì thế này? Sao bà vẫn chưa trở lại thành người? Ông thần núi ơi, ông thần núi ơi. Vậy là sao? Không lẽ đây không phải là suối tiên? Lúc trước ông tiên nói chỉ cần uống nước suối tiên là bà trở lại thành người mà. Cháu đừng quá đau buồn. Không được, phải có ai giúp chúng ta chứ. Thần núi ơi, ông tiên ơi, anh ơi. Chào cậu, cuối cùng cậu cũng đến được suối tiên rồi. Anh ơi, đây thật sự là suối tiên sao? Sao bà tôi uống nước suối mà vẫn chưa trở lại thành người? Vậy cậu vẫn chưa thực hiện được lời hứa của mình với chúa mèo, nên nước suối chưa linh nghiệm được. Vậy tôi sẽ bắt cá làm món ăn cho chúa mèo để hoàn thành tất cả những lời hứa. Bọn cá này đã ngăn phép của suối tiên nên rất khó bắt. Để trả ơn cậu đã cứu tôi sẽ giúp cậu. Cảm ơn ếch nhiều lắm. Chúng ta cùng làm thôi. Nấu ăn tưởng đơn giản mà lại khó không ngờ luôn. Giờ cậu có thể gọi chúa mèo được rồi. Cảm ơn cậu. Không có cậu, tôi sẽ không thể nào vượt qua được thử thách này. Thôi, ơn nghĩa của chúng ta đã xong, tôi phải đi đây. Tạm biệt cậu. Sau này cậu hãy cố gắng sống tốt. Tôi nhớ rồi, tạm biệt ếch. Nào, chúng ta cùng gọi chú mèo. Cháu sẵn sàng chưa? Dạ. Chúa mèo ơi. Thưa chú mèo vĩ đại, tôi đã bắt cá ở suối tiên và làm món ăn cho ngài. Được lắm. Vậy là tối nay ta có tiệc cho các thần núi và yêu tinh rồi. Ngài nói sao? Ta rất hài lòng về đồ ăn của ngươi. Không cần lo, ta không ăn thịt ngươi đâu. Giờ ngươi có thể cho bà uống nước suối được rồi. Bà ơi! Bà! Chú, cháu của bà. Chúc mừng bà cháu Tích Chu. Cuối cùng cháu cũng đã về đến đích. Cháu đã dũng cảm vượt qua thử thách của núi Thiên Tích Chu à, nên cháu mới cứu được bà. Cháu nhận ra được bài học. Từ nay cháu hứa sẽ yêu thương bà và giúp đỡ bà nhiều hơn. Bà bận quá. Dạ, xin cảm tạ các thần linh. Giờ thì chúng ta đưa hai bà cháu về nhà thôi. Từ đó, Tích Chu không còn ham chơi lười biếng mà trở nên ngoan ngoãn hơn, yêu thương bà và làm nhiều việc giúp bà. Hai bà cháu sống với nhau thật vui vẻ, đầm ấm. We'll be right back.
Ngày xưa, ở xứ Giao Châu, có một chàng trai khôi ngô tuấn tú tên là Mai Yến. Chàng thông minh khéo léo, đặc biệt gieo trồng là cây tươi tốt, đơm hoa kết trái. Chàng hiếu thảo với mẹ già và được lòng các em nhỏ. Năm nay, Mai Yến lại trúng mùa rồi. Bác quá khen rồi. Mai Yến quả là mát tay, trồng cây gì á sai quả cây ấy. Dạ thưa bệ hạ, trời nắng quá, chúng ta nghỉ một lát được không ạ? Chúng ta sắp đến nơi chưa? Tâu bệ hạ, sắp đến làng Hoa rồi. Tối nay nghỉ ở đó một đêm, ngày mai xem hỏi làng ạ. Dạ thưa bệ hạ, sao người không cho tùy tùng theo hầu hạ, mà di hành như thế này, lỡ gặp chuyện gì? Bệ hạ ơi, cứu gia, cứu gia. Cứu ta, cứu ta chơi, cứu ta, cứu ta, cứu ta chơi. Có ai làm sao không? Trời ơi, con ngựa từ đâu phóng ra làm tôi trở tay không kịp. Ông ấy bất tỉnh rồi, chắc bị hoảng loạn quá. Để tôi đưa ông ấy về nhà chữa trị. Ta đang ở đâu? Ông đã tỉnh lại rồi. Ông đang ở nhà mẹ con cháu. Anh đã cứu ta. Dạ, cháu không dám. Cảm tạ chàng trai trẻ nghĩa khí đã cứu giúp người xa lạ. Ta có thể làm gì để đền ơn cậu đây? Ông đừng khách khí. Cháu làm việc tốt, đâu phải để báo ơn. Ông đừng nghĩ nhiều. Nhà có một ít cháu, ông dùng tạm cho lại sức. Còn tôi nói phải đó. Xin mời ông ăn chút cháo cho ấm. Hình như ông không phải là người ở đây. Đúng vậy, ta ở kinh thành, đến xem hội ở làng này. Vậy ngày mai để cháu đưa ông đến tham dự lễ hội. Còn giờ mời ông ăn ít trái cây nhà trồng. Những loại quả này thật to, ta đã từng ăn qua, nhưng không ở đâu lại ngon như thế này. Cậu nói là cậu tự trồng những thứ này sao? Đúng vậy, không giấu gì ông, nhà tôi chẳng may mất sớm. Một mình con tôi phải xoay sở đồng án, trồng trọt thêm trái cây. Được cái là nó siêng năng, nên trời thương, cho cây trái được mùa lắm. Tối còn tranh thủ dạy cho mấy đứa nhỏ trong làng nữa. Cậu quá là người con có tài và có hiếu, còn có lòng thương người nữa. Ông quá khen rồi, cháu thích trồng trọt và tìm tòi cái mới. Cháu dạy học cho các em nhỏ để truyền lại những gì đã học cho mọi người thôi ạ. Ta có một nguyện vọng như thế này, xin mẹ con bà chấp nhận. Mời ông cứ nói. Ta đây không có con trai, chỉ có một đứa con gái. Hay là bà cho phép ta mở lời hỏi con trai bà làm rể cho nhà ta? Sau khi thuyết phục Mai Yến làm con rể không được, thế hay là cháu có bằng lòng nhận ta làm cha nuôi không? Bà có cho phép tôi được nhận cậu đây làm con trai nuôi, an ủi tuổi già của tôi được chăng? Nếu ông đã quyết lòng yêu mến Mai Yến con tôi cũng không phản đối. Hôm nay trời cho ta gặp Mai Yến, xin trời đất và tổ tiên chứng giám cho ta nhận chàng trai này làm con trai nuôi, để an ủi tuổi già cô đơn. Vậy con trai nuôi, Mai Yến xin được kính dâng cha chén trà, chúc cha sức khỏe dồi dào, sống thọ muôn tuổi. Tốt, tốt lắm con trai à. Bệ hạ ơi, người ở đâu? Thần mỏi chân quá rồi, không tìm được bệ hạ, chắc thần chết mất. Ôi, tự nhiên cái đói bụng ngang vậy. Thôi, cứ tìm gì ăn trước đã rồi tính. Vì ai mà thần khổ như thế này. Trèo lên, lên, trèo lên, lên
cây bưởi hải hoa. Chim sáo ăn giỏi nha, lớn nhanh còn đưa thư cho người. Nàng ba muốn ta đưa thư cho ai? Người ấy ở ngay trong làng, cần gì đưa thư? Không biết nữa, ở ngay trong làng mà ta vẫn nhớ chàng. Nàng ba nhớ chàng nào? Chàng đi đâu mà sớm vậy? Nàng không biết gì sao? Hôm nay lễ hội ngoài sân đình, ta thi nấu cơm chạy. Nàng nghe có hài hước không? Năm nào chàng cũng đi thi, có gì đâu mới. Chàng cứ mãi mê công việc quá, quên cả thiết. Để ta đánh tiếng dòng tơ bà Nguyệt, cho chúng ta về một già, khỏi phải nhớ thương. Cha nuôi, mẹ và nàng ngồi đây cổ vũ cho con thi nấu cơm chạy nha. Đi đi con. Con là cô gái mà Mai Yến muốn cưới làm vợ à? Quả là một cô gái đoan trang. Ta đã hiểu vì sao Mai Yến luôn một lòng chung thủy với con. Có ở đây không nữa. Bệ hạ, bệ hạ yêu quý ơi, thần đây, người có làm sao không vậy? Bệ hạ dạng tôi. Cha là... người là... Đúng vậy, ta là Hùng Dương. Mai Yến hôm qua đã cứu ta khi gặp nạn, dù không quen biết. Qua tiếp xúc, ta mến tài đức của Mai Yến, nên đã bái tế trời đất nhận làm con nuôi. Nhưng thưa bệ hạ, giúp người không phải để người trọng ơn, xin bệ hạ đừng câu nệ. Con hãy quỳ xuống để ta truyền chỉ. Mai Yến, từ nay con sẽ là hoàng tử Mai An Tiêm, con trai nuôi của ta. Thời gian qua nhanh, Mai An Tiêm đã ở kinh thành được 3 năm. Từ ngày có An Tiêm lo mãn nông nghiệp, dân chúng giỏi cày cấy, lúa tươi tốt, bội thu, dân no ấm. An Tiêm, con làm việc rất tốt, nhưng sao trong con có vẻ không vui? Dạ thưa bệ hạ, được người ban ơn, con làm quan phụng sự đất nước. Con chỉ nhớ quê nhà và mẹ già đang phải nhờ nàng ba chăm sóc. Ta biết con vốn là người trọng nghĩa, vậy ta cho con về thăm mẹ và nàng ba ít ngày, rồi đưa họ đến kinh thành để ta định hôn lễ cho. Đội ơn bệ hạ, đội ơn bệ hạ. Tâu bệ hạ, hoàng tử An Tiêm được bệ hạ chú ý tới đã là vinh dự mà sao lòng còn dương vấn quê nhà như vậy? Phải chăng là cố ý hai lòng, không hoàn toàn phụng sự người? Ta hiểu An Tiêm, hắn là người chung thủy, một lòng với nàng ba. Thậm chí hắn còn từ chối hôn sự với công chúa con ta. Dạ bẩm, hắn dám chê công chúa hay sao? Thật đáng tội khi quân, phải bắt hắn chịu tội. Người nghĩ một mà không nghĩ hai. Giả như hắn nhận lời lấy công chúa, phụ nàng ba, thì có phải hắn cũng là người chẳng ra gì? Ta có thể bằng lòng cho con gái ta lấy người bạc tình bạc nghĩa như vậy sao? Dạ, bệ hạ dạy chí phải, thần quả thật ngu muội. Nàng ba, An Tiêm đã được nhà vua đồng ý gả công chúa cho rồi, nàng cứ yên tâm lấy chồng đi. Hả? À.
đường ta. Nhà vua đã ra lệnh, người không thuận ý lấy công chúa thì không được lấy ai nữa. Giờ ngươi quay về cung lấy công chúa, hoặc là ta sẽ lấy mạng ngươi. Nàng ba, nhà ngươi thật là vô dụng. Có một tên nông dân mà cũng không làm gì được hắn nữa. Dạ, hắn khỏe quá đại quan. Thưa bệ hạ, có chuyện cấp báo, cấp báo. Sao ngươi lúc nào cũng như con lật đật vậy? Có gì thì nói luôn đi. Mai Yến, chả quên, hoàng tử Mai An Tim đã cưới nàng ba ở quê nhà rồi. Áo mặc sao qua khỏi đầu. Trên danh nghĩa cậu ta là con ngu của bệ hạ, sao có thể tự ý quyết định hôn sự của mình chứ? Nếu bệ hạ không tin, thần xin trực tiếp đi xác minh. Hoàng tử Mai An Tim cùng vợ xin bái kiến. Chúng con bất hiếu, xin được đến tạ lỗi cùng cha. An Tim, ta đã nói con đem mẹ và nàng ba đến kinh thành định hôn và ổn định cuộc sống gần ta. Sao con lại cãi lời? Con thật sự không coi ta là cha mình hay sao? Con giải thích đi. Dạ bẩm bệ hạ, con vẫn nhớ lời người dặn. Nhưng có người đã mạo danh bệ hạ đến đe dọa không cho con lấy nàng ba. Con lo lắng sẽ có chuyện không hay xảy ra, nên mạo muội thành hôn với nàng trước, rồi mới đến đây xin lời chúc phúc của cha sao ạ? Thật vậy sao? Kẻ đe dọa đó là ai? Bẩm, con đã để hắn chạy thoát, con cũng không điều tra được gì. Dạ tâu bệ hạ, đó chỉ là lời bào chữa phiến diện của An Tim, không bằng không cớ, làm sao tin được ạ? Thôi, bỏ đi, con cũng đã đến đây thỉnh tội, ta sẽ bỏ qua chuyện này. Nhưng ý ta đã quyết, ngươi đừng nhiều lời nữa, mau đi lấy quà ta tặng cho vợ chồng An Tim ra đây. Bẩm bệ hạ, vợ chồng con nhà quê chẳng có gì ngoài ít trái cây nhà trồng, kính dâng lên bệ hạ. Được, được, ta hài lòng lắm. Lần này con đưa mẹ vào kinh luôn chứ? Tâu bệ hạ, con xin thú thật, lần này chúng con vào trước là để thỉnh tội, sao là xin phép cha cho con được từ quan về quê sinh sống. Con không ở gần để chăm sóc, đỡ đần công việc cho ta sao? Xin người chớ lo, những việc bên khuyến nông con đã sắp xếp đâu vào đó. Chốn quan trường thật không hợp với con. Con ở quê, nhưng người có thể gọi con bất cứ khi nào. Thôi được, ta hiểu tâm hồn con không thuộc về nơi này, ta sẽ chấp thuận cho con. Dạ, con xin tuân mệnh. Để rồi xem, thái độ đó trước sau gì cũng khiến người hối hận. Hãy đợi đấy. An Tim sống vui vẻ điền viên với nàng ba và mẹ. Vài năm sau, họ có một người con trai tên là An Đức. Những khi có việc cần, nhà vua thường cho triệu vàng, nhưng An Tim hay kiếm cớ từ chối hoặc biên thư để giải quyết công việc. Mỗi lần có thư của triều đình, chàng thường chau mày suy nghĩ. Vì mọi thứ đều không đơn giản, quan Lễ Hùng vẫn còn dòm ngó ta. Ngày mai là sinh nhật cháu ta, ngươi hãy đem miếng ngọc này đến làm quà cho nó. Dạ, tuân lệnh. Dạ, dạ. Có trộm, có trộm. Hãy tha cho tôi. Tôi không có lỗi gì hết. Quan Lễ Hùng muốn tặng quà cho con trai của các người. Quà cho con trai ta?
Sao phải tặng trong đêm hôm như ăn trộm vậy? Ta không tin. Vì sợ ngài không nhận nên tôi lén đến tặng. Tặng quà mà lén lút, có phải hắn muốn hối lộ ta? Dù hắn nhúng tay vào bên khuyến nông, ta phải bắt ngươi và đối chất. Quan Lễ Hùng, ngài nói xem những thứ này là thế nào? Hoàng tử An Tim, ngài nói gì vậy? Đây là quà cho ngài và con trai của ngài. Tôi biết ngài không màng châu báu, nhưng... Đúng vậy, tất cả những gì ta có được hôm nay đều do hai bàn tay ta làm nên. Há đâu lại tham những của cải phù phiếm như thế? Ngài biết thế còn đem tặng ta là có ý gì? Đó thật là suy nghĩ của con sao? Con không nhận quà ta ban cho mà còn tỏ thái độ bất bình. Thưa cha, rõ ràng đây là Quan Lễ Hùng sai người mang quà đến hối lộ con. Đây là của bệ hạ đặc biệt tặng sinh nhật con trai ngài. Ta chỉ thêm một ít gọi là thôi. Sao ngài lại gọi là đồ hối lộ? Thưa cha, rõ ràng Quan Lễ Hùng sai thích khách đến lén bỏ quà vào nhà con. Ngài có bằng chứng gì mà kết tội ta? Hay chỉ cố bao biện che mắt bệ hạ? Dạ, con có bắt được tên thích khách. Người đâu? Đưa hắn vào. Bẩm hoàng tử An Tim, đưa ai vào ạ? Ngoài cổng chỉ có cái xe của ngài, không hề có ai khác. Hả? Lúc ta vào đây đã nhờ bọn lính ngoài đó canh gác kia mà. Bẩm, bọn lính canh nói ngài đi thẳng vào, không hề nhờ ai canh cái gì ngoài xe cả ạ. Ngài nói gì vậy Mai An Tim? Một tên thích khách vô hình mà ngài bịa ra thì làm gì có thật? Thưa cha, con... Ta thật không ngờ. Dạ, bởi vì bệ hạ quá chiều hắn, bệ hạ thương hắn còn hơn con đẻ. Người im đi. Người sống đều cần xã hội, đều cần tương trợ hợp tác với nhau. Nếu người đã muốn tự thân tự lập như vậy, coi ra ta cũng nên tòa ý cho ngươi đài Mai An Tim ra quan đảo, nơi nào thật cằn khô, không có cây lúa nào sống nổi. Nàng ba, có tiếng rồi. Nghiêm trọng vậy sao? Con nói chuyện với ai vậy? Có chiếu chỉ của triều đình, gia đình họ Mai tiếp chỉ. Mai An Tim kháng chỉ nhiều lần, dựa vào chút tài coi thường bổng lộc triều đình, lẽ ra là tội chết. Nhưng còn mẹ già con dạy nên đầy Mai An Tim ra đảo quan. An Tim chàng, vậy là sao? Không phải chàng vào kinh để... Để chọc tức bệ hạ, có phải ý nàng là thế? Bệ hạ thật là nhân từ, khi cho ngươi về từ biệt gia đình. Mau đi không chậm trễ, giờ lên thuyền ra đảo. Ta đã bắt bẫy của hắn, nên làm vua cha nổi giận. Nàng hãy cố gắng ở nhà lo cho mẹ và con, chờ ta. Không được, thiếp không rời xa chàng. Thiếp và con sẽ đi theo chàng. Thưa ngài, cho tôi được đi theo chồng. Gia đình chúng tôi không thể sống thiếu nhau được. Được rồi, ta sẽ tội nguyện cho gia đình ngươi ra đảo quan. Gia đình ngươi chỉ có lương thực cho 5 ngày, không được mang theo bất cứ thứ gì ở đất liền, để xem ngươi xoay sở ra sao. Bà ơi, xa bà con sẽ nhớ bà lắm. Tội nghiệp cháu tôi, có tí tuổi đầu phải xa quê nhà. Con hứa với mẹ, có ngày sẽ trở về đất liền cùng cả nhà ta sống yên vui. Cha ơi, tối nay chúng ta sẽ ngủ ở đâu? Con giúp mẹ nhóm lửa nấu cơm nha. Cha đi vòng quanh xem có cành cây nào không để dựng lều ngủ. Sợ quá à. Ở đây hang vô thế này, hết đồ ăn thì ta sống sao được ạ? Bao quả trứng này gà mẹ đã ấp rồi, con chịu khó ăn cơm trắng nha. Chờ trứng nở thành con, nhà mình sẽ có đàn gà để nuôi nha. Dạ, con chờ trứng gà nở. Hôm nay chúng ta đều đã mệt rồi, vào đây ngủ tạm tránh thú dữ rồi mai tính tiếp. Cha An Tim,
ta vừa thấy An Tiêm đánh nhau với cọp dữ. Lẽ nào ta đã trách phạt nó quá nặng, không biết lúc này nó thế nào rồi. Cảm ơn nàng đã ra tay kịp thời. Cha ơi, cha có sao không cha? Không sao rồi con. Thời gian trôi qua, cuối cùng gia đình Mai An Tiêm cũng dựng được ngôi nhà nhỏ. Đàn coi, chúng ta có nước ngọt rồi. Có tin gì của vợ chồng An Tiêm không? Mấy ngày nay trời giông gió thiên tai không ngừng, dân tình mất mùa lao đao, không biết gia đình An Tiêm ngoài đảo thế nào rồi. Người vẫn còn lo cho hắn sao? Người vẫn chu cấp cho mẹ hắn kia mà. Vậy thì sao? Còn ngươi, tại sao lại để cho vợ con hắn đi theo chịu khổ? Vậy khác nào ta là vị vua ác độc đầy ải cả phụ nữ và trẻ em? Dạ, tại vợ con hắn cứ khăng khăng, nên thần cũng không còn cách nào khác. Vậy ngươi đã cho người ra đảo thám thính chưa? Dạ, thưa có ạ. Nhưng trời mưa gió biển động mấy ngày nay, nên chưa thuyền nào dám ra khơi cả ạ. Chúng ta đã hết lương thực rồi, còn một ít thóc thì phải để dành gieo hạt. Ta sẽ vào rừng kiếm những loại rau củ ăn được. Đàn cứ giữ hạt giống để gieo hạt. Cha ơi, mẹ ơi, con biết bắt cá rồi. Con trai của mẹ giỏi quá. Nhờ con, cả nhà hôm nay có cá nướng thơm ngon đây. Mấy hôm nay trái gió trở trời, con không khỏe hơn được chút nào. Thiếp lo quá chàng à. Xin chào, tôi là thuyền buôn đi ngang qua vùng biển này gặp bão, nên thuyền bị hư hại không ít, lại hết nước ngọt. Xin hỏi, có thể giúp cho xin ít nước ngọt không? Chúng tôi có giếng, huynh cứ neo lại đây để tôi giúp sửa thuyền. May mắn quá, cảm ơn rất nhiều. Tôi biết lấy gì trả ơn huynh bây giờ. Con trai tôi đang bị ốm, không biết trên thuyền huynh có thuốc thang gì không? Cha tôi là thầy thuốc, nên tôi cũng có chút kinh nghiệm. Để tôi thăm bệnh cho cháu. Cháu bé bị phong hàn nhưng nhẹ thôi. Tôi mang ơn vợ chồng An Tiêm huynh giúp đỡ lúc hoạn nạn. Tôi xin đem chút thuốc này để báo đáp. Cảm ơn huynh. Đa tạ trời đất, có số nước ngọt này chúng tôi có thể sống tiếp rồi. Huynh cứ tự nhiên. Hay là mỗi lần đi ngang đây, huynh có thể ghé chỗ tôi lấy nước ngọt. Đổi lại tôi xin nhờ huynh đưa thư vào đất liền được không? Được, có trạm dừng chân ở đảo này quả là may mắn cho chúng tôi. Chiếc thuyền hôm nọ đưa tin cho chúng ta, sao lâu quá vẫn chưa trở lại hả chàng? Thiếp mong tin của mẹ từ quê nhà. Ta cũng vậy, nhưng một lần đi buôn của họ cũng mất vài tháng, chúng ta phải kiên nhẫn. Chim ăn được thì người ăn được. Cẩn thận. Đây là loại quả gì? Mình chưa từng biết. Cha thấy sao cha? Ngọt ngọt, mát nữa. À, hay ta trồng thử loại trái này xem sao. Em biết ơi, dậy đi, trời sáng rồi, quả chín rồi. Cha ơi, cha ơi, cha ra mà xem nè, hôm nay trái lớn rồi á. Con vào gọi mẹ ra đi, trái màu xanh đẹp quá. Bảo ra đi An Tiêm, bảo ra đi. Hôm nay chúng ta thử xem quả này ra sao nha. Đẹp quá, vỏ thì xanh thật xanh, mà ruột thì đỏ thật đỏ. Ngọt lắm, quả này nhiều nước, thật ngọt liệm. Mẹ ơi, con muốn ăn hết một quả luôn.
cảm ơn trời đất đã cho chim mang hạt này. Cha ơi, ta nghĩ xem nên đặt tên quả này là gì. Cây bò sát dưới đất, giống như các loại dưa trên đất liền ở quê ta, nên gọi là dưa. Quả có màu đỏ rất đẹp, nên ta gọi là quả dưa đỏ nha. À, dưa đỏ, dưa mới trên đảo hoang. Người kia, đến đây dòm ngó gì? Thưa đại quan, tôi có thư của Mai An Tim ngoài đảo quan gửi cho nhà vua. Hả? An Tim, đưa ta. Nhưng thưa ngài, đưa bức thư cho ta. Ta sẽ để cho tên kiêu căng như hắn làm chúa đảo. Còn ta sẽ mãi là người mà bệ hạ yêu quý và tin tưởng nhất. Hình như đây là một hòn đảo, không biết có người không. Tôi đói quá. Ta hãy vào trong xem. Nhìn kỹ xem, nó bị xích rồi. Ai đó? Có người, mau bắt lấy. Các ngươi là ai? Mau bắt trói hắn, lại cướp hết nhà hắn cho ta. Tên thích khách lúc trước đột nhập vào nhà ta đi mà. Là ngài. Xem ra ngươi cũng nhận ra ta rồi. Không ngờ tôi đi làm cướp biển cũng không thoát khỏi ngài. Ngươi là người của quan Lễ Hùng, sao lại đi làm cướp biển? Không giấu gì ngài, họ đã dẫn tôi đi định thủ tiêu tôi. Nhưng may mà tôi thoát được, không dám quay về đất liền, đành ra biển làm cướp như thế này. À, ta hiểu rồi. Không ngờ quan Lễ Hùng lại xảo trá như vậy. Chú này, có vẻ đó rồi cha ạ. Đúng là mấy ngày nay mưa bão, chúng tôi chẳng cướp được gì, đói bụng quá. Thưa, giờ ngài đã bắt được chúng tôi, ngài muốn xử chúng tôi thế nào cũng được, không dám than trách. Phiền nàng hãy nấu thật nhiều cơm mang ra đây. Dạ. Ở đảo này có trồng lúa, trồng dưa, các ngươi đừng đi cướp bóc nữa. Hãy ở lại đây làm ruộng với gia đình ta một thời gian. Tuy cực nhưng mà công việc lương thiện, đêm ngủ không cần lo. Ngài nói thật sao ngài An Tim? Ngài không giận tôi sao? Các anh cũng chẳng khá hơn trước, nên chăng chúng ta gác lại mọi bất hòa để cùng nhau sống sót trên đảo quan này. Vợ tôi nói đúng đó, các anh cứ ăn đi, sau đó quyết định xem nên ở lại làm việc với chúng tôi cùng nhau chia sẻ có gì ăn nấy, hoặc các anh cứ ra đi nếu muốn. Ngài An Tim, ngài tốt quá. Tôi thật có lỗi với ngài. Tôi sẽ hoàn lương, ở lại đây giúp ngài làm việc. Thế là Hải Thích Khách và đồng bọn cùng An Tim ở lại trên đảo. An Tim dạy họ làm nhà, trồng trọt. Ruộng đất của họ ngày càng phì nhiêu xanh tốt, dưa càng lúc càng nhiều, chất đầy trong những chòi lá. Giờ chúng ta đã thu hoạch được nhiều, cần nghĩ cách đưa vào đất liền. Ta muốn mọi người cùng được biết đến loại dưa ngon này. Cũng may là nó nổi lên, không thì phí mất một quả to rồi. Dạ, cháu xin lỗi chú. Hai chú cháu có chuyện gì vậy? Thưa cha, con lỡ làm rớt một trái dưa xuống giếng, may mà có chú Hải Tạc vớt được. Con phải cẩn thận. Anh đừng trách cháu còn nhỏ. Cũng may trái dưa này nổi lên nên tôi dễ dàng vớt lên được. Anh nói là trái dưa nổi lên à? Có cách rồi, có cách rồi. An Tim thả những trái dưa trôi trên biển, hy vọng chúng sẽ vào đất liền. Bệ hạ, xin chờ thần giới, xin đừng tức giận mà hại cho sức khỏe. Người đó,
Làm sao mà kênh dẫn nước lại làm ngập cả ruộng, cả nhà của người dân? Người làm ăn như vậy hả? Thần cũng không hiểu sao. Đã tính toán kỹ cả rồi. Ngày trước Mai An Tim làm việc gì cũng chu toàn cả. Không biết An Tim ngoài đảo thế nào rồi. Dạ bẩm, thần đã cho người ra đảo thăm dò nhưng không thấy ai hết. Có lẽ hắn đã chết rồi ạ. Chết rồi sao? An Tim huynh, tôi đã quay trở lại đây. Huynh đã trở về. Huynh có khỏe không? Tốt lắm, tôi đã đưa thư cho mẹ huynh, bà ấy vẫn khỏe và được nhà vua chu cấp đầy đủ, không lo gì cả. Tốt quá, cảm ơn huynh. Nhà vua thật tốt. Lẽ nào ngài ấy đã tha tội cho tôi? Huynh có đưa thư được cho ngài ấy không? Xin lỗi An Tim huynh, tôi không gặp được nhà vua. Lá thư đã bị quan Lễ Hùng lấy mất rồi. Hả? Bị lấy mất rồi sao? Thì ra là vậy. Quan Lễ Hùng quả là gian xảo. Lúc nãy ta đã muốn hỏi huynh, thì ra trái kỳ lạ này là ở chỗ huynh sao? Đúng vậy, tôi gọi đây là dưa đỏ, rất ngon, mát và ngọt. Mời huynh vào nhà nếm thử. Thì ra đây là dưa đỏ, đây là trái cây bán chạy nhất trong đất liền á. Ai ai cũng muốn mua, bán bao nhiêu cũng hết. Thật sao? Huynh có muốn lấy hàng chỗ tôi đang bán không? Chúng tôi trúng mùa, thu hoạch được đây khó đấy này. Tốt quá. Vậy tôi sẽ đem hết quần áo, thuốc men trên thuyền cho huynh, đổi lại dưa này. Đợi tôi về đất liền bán hết, sẽ chia cho huynh một nửa lợi nhuận, có được không? Nào, huynh bình tĩnh, cùng vào trong nhà uống miếng nước, ăn miếng dưa chúng ta cùng bàn. Thì ra câu chuyện của các huynh là như vậy. Được, tôi sẽ ráng hết sức giúp các huynh. Xin làm phiền huynh, kế hoạch này khá mạo hiểm, huynh phải cẩn thận đó. Muốn tâu bệ hạ, có một người buôn bán xa muốn diện kiến bệ hạ để dâng lễ vật ạ. Thôi, ta đang buồn phiền chuyện đê điều, để sau hẳn gặp. Dạ tâu bệ hạ, lần trước bệ hạ đã sai thần tìm hiểu về giống quả trôi trên biển. Này thương nhân này là người mua tại nơi trồng luôn hả? Vậy sao? Thôi được, cho hắn vào triều kiến. Tâu bệ hạ, thần là thương nhân đi buôn trên biển nước mình. Được biết bệ hạ có ý muốn tìm hiểu loại dưa đỏ đang được ưa chuộng, nên hôm nay thần đến xin diện kiến đức vua và dâng tặng bệ hạ ít dưa ạ. Dưa đỏ à? Dưa An Tim, ta có nhìn lầm không? Muôn tàu đúng vậy, chính tay người trồng đã khác đấy ạ. Quan Lễ Hùng, ngươi nói xem, sao ngươi nói An Tim đã chết? Dạ thần chỉ nghe nói thôi ạ. Với lại lúc nãy thần xem đâu hề có khắc chữ gì, hẳn là chúng đặt chuyện mới thêm vô đây thôi. Tâu bệ hạ, để được vào đây ý kiến người, chúng thần phải tặng vàng bạc cho Quan Lễ Hùng đây, và còn phải biếu dưa. Sợ Quan Lễ Hùng biết, nên thần đã gửi tặng quan những trái dưa không có khắc tên ạ. Nhà ngươi dám nhận hối lộ, bắt chẹt tiểu thương à? Thần không dám, trót phạm lần đầu, xin bệ hạ tha tội. Tâu bệ hạ, đây không phải là lần đầu Quan Lễ Hùng bắt chẹt đâu ạ. Thần xin được làm chứng. Bẩm bệ hạ, thần chính là tay sai năm xưa của Quan Lễ Hùng, đã giúp ông ấy lừa An Tim, là ngọc bội của vua, là quà hối lộ để An Tim phạm thượng đến bệ hạ đó ạ. Người đâu? Mau mau đưa Mai An Tim về cho ta. Còn ngươi, từ nay sẽ ra đó trồng dưa thay cho Mai An Tim. Trời ơi, tôi chết thật rồi. Bệ hạ ơi, thần biết lỗi rồi. Còn ngươi đã biết hoàn lương, lại còn giúp đỡ An Tim, ta chỉ phạt ngươi phải lao động công ích, giúp dân ta trồng dưa trong đất liền thôi. Đội ơn bệ hạ. An Tim, ngươi được về nhà rồi. Bệ hạ đã tha tội cho ngươi. Còn ta, giờ ta phải làm sao đây? Ta chết mất. Không sao đâu, ta đã để sẵn lúa gạo và rất nhiều dưa, có nhà cửa và giếng nước nữa.
Người cứ tiếp tục trồng trọt là được. Khá khen cho An Tim con ta. Con không những chứng tỏ được bản lĩnh, bàn tay ta làm nên tất cả, mà còn cho dân ta có thêm một loại quả mới. Tâu bệ hạ, thần cũng xin được tạ lỗi với bệ hạ. Người nói rất đúng, sống cần có bạn bè, gia đình tương trợ, chứ một mình không thể làm được gì cả. Hòn đảo mà Mai An Tim có công khai phá, tương truyền là dùng Nha Sơn Thanh Hóa. Hiện nay dưới chân núi còn có đền thờ Mai An Tim và được nhân dân địa phương tổ chức lễ hội vào ngày 12 đến ngày 15 tháng 3 âm lịch hàng năm để tưởng nhớ. Thank you.